Để mình sẽ lấy ra một cái thử, mình cắt cho cả nhà xem nè. Đó, cái bánh nè, ở bên dưới nè. Đó, mềm nè, mềm xốp quá chị luôn. Đó, bánh nè, ngon quá chừng luôn. Đó, thơm mùi chi khác quá chừng. Mình sẽ cắt ra thử cho cả nhà xem nha. Cái bánh nó trông rất là mịn luôn cả nhà. Đó, bánh mịn màng rất là ngon luôn. Hai cái đều giống nhau. Đây, dạ thấy không? Quá ngon luôn. Xốp bánh rất là mịn. Cái mặt ở trên nè, nó mịn màng nè. Nhà sao nè. Ngon. Mời cả nhà dùng bánh chia khác phô mai với gia đình mình nha. Đây rất là ngon. Mình sẽ để đây. Đó nè, ngon chưa? Bánh quá cỡ ngon luôn. Thơm nức mũi luôn. Wow, quá cỡ thơm luôn. Rất là dễ làm luôn. Bây giờ mình để đây, mình sẽ cho nó thêm 10 phút nữa. Hello, xin chào mọi người nha. Bây giờ mình làm cái bánh Japanese cheesecake của Nhật đó. Bánh nó gồm có là sữa tươi nè, bột mì làm bánh, cake flour, đường, trứng, cream cheese tức là phô mai, bơ với hai cái khuôn. Ở đây mình có cái máy để mình đánh cái trộn trắng nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Mình sẽ cân trộn đỏ trộn trắng riêng này nha. Mình có hai cái tô, màu xanh và màu đỏ, để lên cân là 190 gram trộn đỏ. Mình bỏ vô đây nè, cho nó xuống cái chồng trắng ở dưới. Mình cân là 190 chồng đỏ nha, với 390 chồng trắng. Cream cheese này đó là 250 một cục, mình cho hai cục vô đây. Mình cho vô là 380 ml sữa tươi nè cả nhà. Rồi giờ mình cho thêm vô là 175 g bơ không muối nha. Cho vô luôn. Cứ mình bắt lên cái là lên cái nồi nè, có bắt nước dưới để cho nó tan mấy này ra. Đây mình có một nồi nước sôi nè, dặn lửa xong giờ mình tắt lửa nha, cho nó sôi. Tắt lửa. Mình cho cái này lên đây. Đó, nó có cái hơi nóng nó làm cho tan cái bơ với cream cheese ra. Đó, mình sẽ canh nó, mình quậy để cho nó tan từ từ, mình để đây trong vòng 5 phút nó sẽ tan ra. Trong thời gian mình để cho cream cheese với bơ nó tan ra thì giờ mình cần bột cho cái này. Ở đây mình cân cái loại cake flour nè, cái này chợ Mỹ chỗ nào cũng có bán hết á.
Đây là bột mì đa dụng, là bột mì làm bánh. Mình sẽ cần là 175 gram. Ok, 175 gram. Mình sẽ cân dây là 180 gram đường. Và mình ăn không có ngọt nên mình chỉ cân vừa đủ thôi. Ok, mình sẽ cho đường vào trong cái sữa cream cheese với bơ này để cho nó tan ra luôn. Mình quậy lên để nó đang tan từ từ đó cả nhà. Cái đây lửa mắm để cho nó tan từ từ ra. Này, cream cheese là nó tan hết trơn rồi nè cả nhà đó. Mình sẽ cho cái cọng trứng thì vô quậy nó một thời để nó tan đều như này. Cho trứng vô cái quậy đều xong, bây giờ mình sẽ cho 175 gram bột mì vô đây. Mình sẽ làm cho nó đặc sệt sệt như là cả nhà đó. Đặc sệt sệt là vậy. Bây giờ mình sẽ lược lại nha, cho nó mịn màng. Mình sẽ lược qua cái rây này đó, cho nó mịn lại. Đây là mình lược sâu nè, nó sạch sẽ luôn đó. Mình chỉ vét cái phần dưới này cho nó ra hết thôi. Rồi xong mình để đây. Giờ mình đi đánh cái chồng trắng nha cả nhà. Rồi cái mai linh kiến đó mình sẽ đổ cái chồng trắng vào trong này mình đánh. Mình sẽ cho một cái nửa muỗng cà phê cái bột ostata hoặc là chanh để cho cái đồng trắng nó cứng rồi nha cả nhà. Đây mình có cái bột này nè, để mình bỏ cho nó cứng lại cái bánh, cái chồng đỏ trắng á. Mình sẽ cho vô một muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình giảm nút cho nó máy chạy nha, mà hơi ồn chút xíu nữa nè. Sẽ dở lên mình coi thử coi. Đây cái chồng nó đã cứng như vậy nè cả nhà đó. Mình lấy ra sao nó có cái chốt cứng nè. Vậy là được rồi. Giờ mình sẽ lấy ra bỏ vô chồng đỏ mình trộn lên. Dứt cái chồng trắng ra đổ vào đây. Đây là cái phới lòng nè, quậy cho nó giữa chồng trắng chồng đỏ nó mix lại với nhau. Đừng quậy mạnh tay một chiều là cả nhà, đừng cho bể bọt khí nha. Đó. Bây giờ mình đổ cái chồng đỏ này qua bên cái chồng trắng bên kia. Đây là cái thố chồng trắng này, mình sẽ đổ ngược qua bên này lại, mình quậy lại cho nó đều. Lấy cái phới này quậy là cho đều. Trước kia mình lấy cái trái cây kia mình trộn nha. Tại vì mình nó bị kẹt có cái cục ở giữa đó, mình phải để luôn trong này mình làm. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây phới này nè,
mình trộn đều lên từ dưới đáy lên cho làm sao mình đổ vô khuôn mình đem đi nướng. Cái khuôn này mình sẽ đổ vào trong cái khuôn này, đổ vừa đầy thôi, đừng đổ đầy quá nha cả nhà. Đó, hơn nửa khuôn là ok. Giờ mình đập cho nó cái bọt khí nó ra nè. Mỗi cái mình đập 2-3 lần. Xong bây giờ mình sẽ cho nước nóng và mình đem đi nướng nha cả nhà. Trong lò này mình sẽ cho nước nóng vào trong đây để mình hấp cách thở nướng cách thủy. Nướng với lửa 360 độ F, tức là khoảng 170 độ C của mình. Lửa trên dưới luôn. Cái bánh mình nướng hồi nãy thì được khoảng 20 phút rồi, giờ nó đang nở từ từ lên. Bánh bây giờ nó chín rồi nè cả nhà, mình sẽ mở ra đó. Thấy không? Bánh này rất là ngon luôn. Mình sẽ kéo ra ngoài nè. Rồi mình dùng cái đũa này mình ghim thử coi nó chín chưa. Nếu lấy ra nó không chín là bánh đã chín rồi. Đó, rất là ngon luôn. Wow, bánh quá ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Vì mình đem cái bánh này ra ngoài nha. Mình xin tắt máy để mình đem ra. Thì cái bánh của mình lấy ra cả nhà, nhìn thấy hấp dẫn không? Rất là ngon luôn. Đó, bây giờ mình phải để cho nó nguội rồi chút xíu mình mới đem ra ngoài, nhưng mà mình không có đem ra tại bánh này. Mình có thể mình cũng đem biếu cho, hoặc là mình để nguyên cái vậy. Bánh chi khách của Nhật cũng rất là ngon. Làm theo cách này thì cả nhà được có bánh ngon và làm cho gia đình cùng ăn. Nếu cả nhà yêu thích bánh, yêu thích cái video này, xin cho mình một like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Đó, bánh ngon chưa? Mình quay gần cho cả nhà xem nè. Chưa? Thơm mùi chi khét ở trong nhà luôn, rất thơm phức luôn. Bánh mà sẽ úp ngược xuống như vậy nè cả nhà. Đó, tại vì mình có một mình quay phim, úp ngược vậy để cho bánh nó không có bị xẹp. Úp trong vòng 5 phút rồi mình sẽ quay ngược trở lên. Đây chỉ làm ở nhà ăn thôi. Bánh mình úp ngược hồi nãy khoảng 5-7 phút nè, mình lấy lên nha, mình sẽ úp ngược lại. Đó, cho cái bánh nó xẹp mình sẽ lấy tờ giấy ra.
rất là ngon luôn. Wow, cái nào cũng giống như cái nấy. Nhà thấy ngon không? Tết đến, nhà nhà có nhiều bánh ngon. Đây là bánh cheesecake của Nhật, gọi là bánh phô mai Nhật Bản, là bánh phô mai của một loại nữ hoàng, rất là ngon. Đó, về bánh ngon quá chừng là cả nhà. Đó, thấy chưa? Với công thức dễ làm thì mình chia sẻ cho cả nhà cùng làm với gia đình mình nha. Đó, bánh ngon lắm nhà ơi. Ngon quá cỡ ngon luôn, là mình sẽ quay gần đây. Dạ thấy không? Bánh xốp mềm nè. Ngon lắm, tuyệt vời luôn. Mình không có làm giống như là bánh của tụi người Nhật. Người Nhật nó sẽ làm rất là mềm, mình sẽ làm bánh nó hơi cứng theo kiểu cua Việt Nam chút xíu. Mình sẽ lấy ra một cái thử, mình cắt cho cả nhà xem nè. Đó, cái bánh nè, ở bên dưới nè. Đó, mềm mà, mềm xốp quá chừng luôn. Đó, bánh nè, ngon quá chừng luôn. Thơm mùi chi khác quá chừng. Đó, mình sẽ cắt ra thử cho cả nhà xem nha. Cái bánh nó trông rất là mịn luôn cả nhà. Đó, bánh mịn màng rất là ngon luôn. Hai cái đều giống nhau. Đây, nhà thấy không? Quá ngon luôn. Xốp bánh rất là mịn. Cái mặt ở trên nè, nó mịn màng nè. Nhà sao nè. Ngon. Mời cả nhà dùng bánh chia khác phô mai với gia đình mình nha. Đây rất là ngon. Mình sẽ để đây. Wow, cái bánh đợt 2 nè cả nhà. Mình đổ vô cái khuôn này nè. Mình làm cái đợt 2 cảm thấy nó thành công và nó ngon hơn nhiều. Đó, wow, cái bánh này cả nhà thấy không? Nó rất là ngon luôn. Wow, đây là để mình quay gần cho xem. Quá ngon luôn. Thật cái bánh nó nứt nở đây nè. Ngon quá chừng, yummy yummy. Đó nè, ngon chưa? Bánh quá cỡ ngon luôn. Thơm nứt mũi luôn. Wow, quá cỡ thơm luôn. Rất là dễ làm luôn. Bây giờ mình để đây, mình sẽ cho nó thêm 10 phút nữa.